Và em đồng hành với rất là xinh cho các chị mình đây. Tuy nhiên thì em còn có hai size cuối thôi. Hiện tại mẫu váy em mặc đây là 1514 và em còn là M và 2X ở giữa hết. L hết, XL cũng hết luôn. Ở đây chị nào khoảng bây giờ nha, hai size này nó hơi khó xíu là nó khúc đầu xong với cuối xong á cả nhà. M là phải dưới 50 cân, còn 2X á là 60 tới 65. Đó, còn lưng chừng ở giữa 50 mấy 60 là em hết mất tiêu rồi. Đó, bây giờ chị nào ưng là phải rút đơn liền cho em mới có nha. Mã sản phẩm cho em là 1514 ạ. Còn ba size còn hai size cuối cùng, chị nào size M cho em dưới 50 cân và chị nào size 2X là 57 tới 65 chốt đơn liền tay em tư vấn. Chốt đơn liền tay em tư vấn ạ. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha. 1514 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Nhanh tay có đơn, chậm tay là hết. Em chỉ sale trên live thôi, không áp dụng nha bán này bên ngoài nha cả nhà. Ưng váy này của em thì phải chốt đơn liền ở bên dưới nha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ạ. Không sale bên ngoài được chị. Nếu mà bên ngoài chị mua là giá phải hơn 400. Cũng là váy em đang mặc đây, nhưng mà mua tại shop giá sẽ hơn 400 ngàn. Còn bây giờ mình đặt luôn thì sao ạ? 299.000 đồng. 299.000 đồng giá chót cho cái chị luôn, không thể nào rẻ hơn, chưa bao giờ bán rẻ như vậy luôn á. Một cái đầm sơ mi các chị đi thị trường, bây giờ mình đi tham khảo giá thị trường các chị biết 500-700 hơn, có khi còn không có nữa, mà em lấy giá có 299.000 thôi. Tương tác cho em ha, mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ nha. Hàng này hàng mới luôn, em giao tới là tất cả đều là hàng mới, chẳng qua là vì nó lẻ sai nè nó qua được thôi, chứ không phải là mình nghĩ là ồ hàng mà rẻ vậy chắc là hàng đã là hàng si, hàng này kia, không phải, hàng mới hết nguyên vẹn trong bịch kiến giao tới cho mình. Em may một lần tới mỗi mẫu á nha, mỗi mẫu là có thể đến 1.000-2.000 cái mỗi size cơ. Mà giờ em còn có nhiều, em còn có M với 2X mẫu này chưa tới 30 đơn nữa. M cũng chưa tới 30 cái mà 2X cũng chưa tới 30 cái luôn. Rồi, đặt sớm giúp em ạ, 1514. 1514 kèm số điện thoại nha. 1514 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà, lên đơn sớm để em tư vấn cho mình ha. Chỉ xe trên live, không áp dụng giao bán này bên ngoài. Chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận bên dưới giúp sáu ạ. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em ha. Nhanh tay có đơn, chậm tay là hết ạ. Em mặc trên người là 1514 tại nhà nha, size M, size L, XL và 2X. Size M, size L, XL và 2X ạ, từ 40 tới 65 cân cho em là vừa đẹp nha. Size M dưới 50 cân. Size M dưới 50 cân và size 2X là khoảng tầm 57 tới 65. Đó, lấy mẫu nào cứ bình luận cho em đi. Có nhân viên tư vấn chị size số bao nhiêu có người tư vấn, em còn hai size thôi, hết luôn. Còn nhiều là bán hết em bỏ mẫu luôn á. Có túi nè, mang kèm hai túi các chị nha, dễ thương ha. Nhanh tay em tư vấn cho mình nha cả nhà, chị Ngô Huyền có đơn luôn à. Rồi chị Lisa Dương 57 cân, 57 cân lấy 2X cho em. Lấy 2X cho em đi, em phải 84 không? Eo đồng này khoảng 80, 84 là chút 2X đó. L em hết, LXL là hết, em chỉ còn M hoặc là 2X thôi. 1514 kèm số điện thoại nha. Đầm em mặc trên người đây là 1514. Đầm em mặc trên người đây là 1514 nha cả nhà. Sơ mi chất liệu là vải von nha. Em này cho các chị mình là von cát hai lớp ạ. Bên trong có kèm mà, còn bên trong có kèm lót cho các chị mình không có lo mỏng nha. Đầm hoa nhí nè, nền màu xanh nè, hoa màu trắng nhị hồng, cái màu cũng thấy dễ thương luôn. Không có kén da đâu ạ. Da trắng da ngâm mặc được cho em. Lấy mẫu nào bình luận bên dưới shop tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Em mặc đây là 1514 nha cả nhà. Ai chưa có thì cứ lên đơn nha. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán luôn. Lấy mẫu nào cứ bình luận bên dưới cho em. Mẫu em mặc trên người đây là 1514, chất mềm mặc mát thoải mái. Chất mềm mặc mát thoải mái cho em ạ. Sơ mi hoa nhí các chị nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nè. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha. Ai chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp shop nha cả nhà. Em mặc trên người là 1514 ha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là ok nè. Đừng quên chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần nha. Lên trang cá nhân hoặc là lên trang có hội nhóm ạ. Đầm em mặc trên người là 1514 nha. Chị Cathy Vũ 62 cân, eo dưới 84-85 cho em mình có thể mặc được mẫu này đẹp luôn. Hoa nhĩ li ti mặc vừa sang vừa gọn dáng nữa, trẻ trung luôn nè, có túi nè. May kèm
52 túi và có khóa kéo phía sau lưng. Em chỉ cần hai size cuối cùng thôi. M dưới 50 cân và 2X là khoảng 57-65 ạ. Đầm von cát hai lớp chị nha, 1514 kèm số điện thoại. 1514 kèm số điện thoại cho em là được nha. Mã hàng kèm số điện thoại cho em nè. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà. Đừng quên chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần nha. Mình có thể chia sẻ lên trang cá nhân nè, hoặc là lên trang các hội nhóm đều được nha. Shop sẽ tư vấn và chừa hàng ạ. Một em đầm beo nữa cho các chị mình đây. Mỗi lần lên đầm beo là khách em rất là thích luôn. Tại vì cái họa tiết này mình mặc nó sang và nó không có bị là lỗi thời ấy cả nhà. Lúc nào cũng vậy, bao nhiêu họa tiết cứ beo cho em là mặc là khi nào cũng thấy đẹp hết, rất là hợp với cái chị trung niên. Đã là tuổi trung niên thì trong tủ phải có vài cái đầm beo nó mới hợp với chị nha. Em chào chị Kim Ngân ạ. Rồi mã này cho em là 1509 nha các chị. Em này thì không phải giới thiệu nhiều rồi, bán không biết bao nhiêu cái mỗi ngày, không biết bao nhiêu đơn, nhưng mà hôm nay thì em cũng còn vài đơn thôi, em sale nhanh nha. Riêng hôm nay chị khách là đặt hàng có giá là 299 ạ. Mã sản phẩm là 1509 cho em nha. Hàng có sẵn đủ size. Hàng có sẵn đủ size 40 cho tới 65 cân vừa. Em mặc màu nâu, màu đeo có kính da đâu. Màu này em thấy là dễ mang á. Da trắng da ngâm mặc được luôn. Thiết kế cổ vuông cho em nha. 1509. Cái form váy này của em mặc thì không có dự tuổi, nên là chị nào mà trẻ trung á, mình bon cho em cũng được. Em nè, em cũng thích nữa nè. Đó, form thì cũng không bị dài quá luôn. Kiểu dáng may mặc hàng ngày nó chỉ vừa tầm là phủ gối của em thôi. Đi chơi, đặt cà phê, dạo phố em này, thậm chí nhằm ở nhà cũng mát nữa. Chất rất là mềm luôn các chị. 1509 đó chị Vi Nguyễn ơi, lấy là rút lại giúp em nha. Em này là hàng lụa mango. Khách em rất là thích cái chất lụa, tại vì mặc á nó không phải cần ủi đồ nhiều mấy chị. Thật sự luôn, nhiều khi em mặc em đứng ở đây nè, em chưa ủi luôn, khách cũng không biết luôn á. Vải nó không có nhăn luôn rồi nhà ơi. Giặt tay giặt máy thoải mái. Đó, như vậy là đã ok, chấm được mấy điểm rồi. Nhẹ tên cho em nữa nè, vải nè. Đây, lụa mango nhà em đây. Các chị cứ nhận hàng kiểm tra đi coi đúng như em giới thiệu hay không. Nếu đúng, nếu đẹp mình lấy hàng được không? Còn mà không đẹp như em giới thiệu, không đúng như em quảng cáo, em không lấy tiền với chị luôn. 299.000 đồng thôi, một cái giá phải nói là quá hợp lý. Bỏ ra 299 mà mua được một cái đầm beo là em thấy là cũng hơi bất ngờ luôn á. Tại vì thị trường bây giờ mà váy trung niên hàng thiết kế nha, váy hoa thôi đã 5-700, nó chi váy beo. Lúc nào họ tiết beo nó cũng giá cao hơn mấy cái váy khác một bậc, cho dù cùng một kiểu. Cùng một kiểu luôn, bây giờ cùng kiểu em mặc đi là cái cổ vuông tay phồng này nha, mà một cái hoa, một cái beo nó lại cao giá hơn nha. Nhưng mà em lấy cái chị thấy nó có 299 à. Nhiều khi còn rẻ hơn mấy cái đầm bình thường luôn. 299.000, giá này giá tương tác. Vừa bán vừa tặng chị, chứ đúng giá không thể nào mà bán 299 được. Tại shop em vẫn bán là 450 nha. Ngay bây giờ chị nào qua trực tiếp shop vẫn sẽ mua là hơn 400. Và em kết thúc livestream nó cũng trở về giá đó. Nhưng mà đặt luôn bây giờ thì khác, với chị có 299 à. Giá về tay trong buổi live này là 299k. Áp dụng cho khách mua đặt luôn bây giờ trên live của em. Soạn mã bên dưới liền chị, đặt là phải soạn mã bên dưới liền. Em đang nhận đơn ở trong line nè. 299 chị Minh Huyền có đơn, chị Ngọc Huệ có đơn, chị Jennifer Hải có đơn luôn. 40 cho tới là 65 cân nha. Hàng có sẵn đủ size 40-65, 66 cân cũng có thể vừa. Eo đầm này mình thấy em mặc nó vẫn hơi rộng nè. Đây, cái chị thấy không, eo của em là 68. Em đang mặc size M nha. Mẫu này size M eo 70. Đây, mặc vẫn dư. Size M cho mẫu này eo 70 và 2X eo 86 quay đầu. Eo 86 quay đầu mặc đồ cho em, form váy dài qua gối. Dễ thương quá luôn mấy chị ơi, màu đẹp. Màu nâu mặc vừa tây vừa sang nữa. Dạ không kén da chị, cho dù da ngâm mặc vẫn đẹp cho em bình thường, không sợ kén. Chị Hiền Huỳnh chúc 1509 à. 47 cân size nào em size M. Có để chị sẽ mặc vừa y luôn, nhưng cũng có thể hơi rộng nha. Thì mình có thể là mình đo cho em đi, mình nhắm chừng cho em đi. Ở đây em cao 1m60, em nặng 50 cân. Nè em mặc size M mình thấy nè, nhìn thì nó cũng vừa đúng không? Nhưng thật ra nó vẫn có hơi dư một chút xíu. Đó, cho nên em mới nói là đối với size M mẫu này eo 70 qua đầu cho em. Chốt mã chưa chị ơi, 1509 ạ. Thiếu mã rồi chị Uyên ơi. 1509 cộng số điện thoại. Chị nào muốn sở hữu em đầm beo này thì đặt liền bên dưới giúp em, số lượng có hạn nha cả nhà. Cổ sẽ
là cổ vương, không hở nha, vừa tầm mang luôn, không bị quá hở đâu đừng lo. Tay phồng có nhúng ly ở trên vai, cái chị thấy này bắp tay to mà cũng không có lo chật luôn. Chất lụa mango ạ, vải dày giặt mặt, giặt tay, giặt máy đường cho em luôn. Không có bị làm bay xù chảy vải gì hết nha, mình yên tâm lựa chọn. Chị Thanh Toàn có đơn, chị Nguyễn Huỳnh chốt 1509 nè. Eo chị 74 lấy size L cho em nha chị, đầm này eo 86 quay đầu mặc được cho em. 1509 chị Quế Anh có đơn luôn ạ. Thấy chị không em thấy chị Nhã nè, em thấy chị muốn lên đơn mẫu váy này hay là mình cần em hỗ trợ gì không? Nếu mà thích em này chốt liền cho em nha, tắt tên bạn mua chung, hai chị ba chị cùng nhau đặt hàng lại để có chương trình free ship. Em mặc là có 299 thôi, một cái thì chưa đủ điều kiện rồi, nhưng mà từ hai váy này 299 đúng không, mua hai cái là free ship luôn. Đơn từ 600, hai cái coi như 600 rồi. Cỡ vương trẻ trung cho các chị đai form, váy xòe có túi, mã sản phẩm 1509 cho em, may kèm hai túi nè, kiểu này dễ thương lắm. Em bảo đảm với chị mua em này là quanh năm mặc được hết, không bao giờ lỗi thời. Thậm chí bây giờ mua qua năm sau mặc vẫn được luôn nha. Giá sale là 299 à, giá không nhiều chị. Bây giờ mà chị đợi thêm 2-3 ngày nữa để mà mua chung với cái đợt hàng mới sắp tới về thì em sợ nó không có sai nha. Giờ em còn ít lắm, ưng là phải chốt cái này trước đi, tại vì hàng mới cũng chưa có chắc là đã về kịp cho mình hay chưa. Đó, đây là ưng cái này mình chốt trước nha. Giá ship em cũng có hỗ trợ rồi, ship thành phố 20, ship tỉnh là 30.000 đồng. Em mặc là 1509 nha cả nhà, lấy mẫu nào chốt đơn bên dưới cho shop nha. Mã sản phẩm em mặc đây là 1509 ạ. Chị yêu nào chưa có mẫu này lên đơn sớm nha các em ha. Nhanh tay có đơn, chậm tay là hết. Eo chị 70, eo 70 chị thích mặc vừa sát, mình lấy size M. Nè em mặc nè. Nhớ em 70 mà chỗ sao tối đấy. Eo 70 mà chị mặc vừa sát thì lấy cho em là size M là nó cũng vừa. Nhưng mà chị thích mặc cho nó ví dụ như là thoải mái á, thì lấy cho em là size 2X nha. À lộn, size L. Nếu thích thoải mái lấy size L cho em nó sẽ thoải mái hơn. Còn không á, mặc vừa y như này không, thích mặc vừa y như này thì chốt size M cho em là được nha. 1509 nè, em mặc trên người 1509 nha. Và em đầm sơ mi nữa cho cái chị đây, nhưng mà một cái kiểu mới nha. Em này sẽ là sơ mi đuôi cá, ở bên dưới nè có cái tành đuôi cá nữa mấy chị, thứ tha lắm. Form là form dài cho mình nha, cộng thêm cái chất liệu là vanter, đi đứng di chuyển đó mấy chị ơi, mình đi bước nào thước tha bay bay cho em bước đó, xinh cực kỳ luôn. Dạ hàng này em mang cho mình là hai lớp chị, von là phải hai lớp, tất cả các váy von nhà em đều được may hai lớp hết luôn đó. Bên trong có lót không lau mỏng nha, bảo đảm cho mình là mặc một ban ngày cũng không có bao giờ sợ là xuyên thấu hay lộ hàng gì hết á. Rồi em mặc đây là 1448 cả nhà ơi. Chị nào chưa có mình lên đơn nè. Hiện tại bây giờ em còn cho mình chỉ có là 3 size thôi. 1448 em còn 3 size cuối là size L, size XL và size 2X. Chị nào 50 cho tới 65 cân cho em mình chốt nha. 50 cho tới 65 cân cho em mình chốt nha cả nhà. 1448 kèm số điện thoại cho em ha. Hàng đẹp và nhận hàng là giống như vậy chị ơi, yên tâm. Thậm chí khách em còn nói là bên ngoài nhìn nó còn đẹp hơn trên like nữa cơ. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán ạ. Em mặc trên người là 1448 cái chị yêu nha. Form nè, form dài qua gối của em, cổ sơ mi tay lỡ, bên trong có lót mình không có mỏng, chỉ có tay là không lót nha. Còn từ trên vai nè, đó, lót xuống tới dưới cho cái chị mình rồi, dưới thêm cái tành đuôi cá nó dài hơn bên trong xíu, thước tha lắm. Váy này cũng tương đối là dài, nó cũng gần như là một cái maxi luôn rồi. Em cao 1m6 mình thấy em mang không, nó dài là tới bắp chân. Chị nào 1m4, 1m5 là có thể mặc thành cái maxi luôn. Dạ giá đã sale chị ơi, 349.000 đồng. À hôm nay giảm giá luôn 299 luôn. Rồi bây giờ đặc biệt trong live này em chốt luôn 299.000, kết thúc live về giá cũ là hơn 400 nha. Xong rồi em về là hơn 400 nha cả nhà, chỉ trong thời gian là vài phút đứng ở đây thôi. Ai lên đơn sớm có giá sale là 299k cho em ạ. 1448 nha cả nhà ơi, lấy mẫu này chốt đơn giúp em. Mẫu đang mặc trên người em đây có mã số là 1448 ạ. Form váy dài cho các chị mình ha, khóa kéo ẩn may sau. Đầm này đầm là em may sẵn, tất cả các mẫu em mặc đều là hàng có sẵn hết, không cần là phải chờ may. Em xin thông tin như là cân nặng chiều cao này kia là để em chọn cái size vừa, chứ không phải là xin để mà may đâu. Mình nhận hàng đặt xong nha, một ngày là thành phố các chị nhận hàng rồi. Đó, tất cả các quận trong thành phố Hồ Chí Minh em giao á là thường là một ngày đã có. Còn ship tỉnh là khoảng 2 cho đến là 4 ngày mình cũng sẽ nhận được đơn nha. Rồi em mặc trên người đây là 1448 ạ. Có màu nào nữa, em có một màu thôi. Em này họa tiết của nó khá là lạ,
Nó không phải là nhìn rõ là hoa này hoa kia, mà nó sẽ giống như là phối màu vậy đó. Mình nhìn thấy giống như bức tranh vậy đó các chị. Đó, nhìn bức tranh thường thủy nhìn đẹp đúng không? Trời ơi, màu quá sang luôn, không có kén da đâu. Cổ áo màu đỏ là nổi bật chưa? Rồi, em sẽ có nhúng ly mà không có nhúng đều hết nha. Nhúng theo từng đoạn, nó sẽ có từng đoạn ly. Đó, mặc lên nó vẫn có độ xòe phồng, che khuyết điểm đây, bụng dưới nè, không lo lộ nè. May kèm túi cho em ha, 1448 ạ. Sơ mi von tơ mã số là 1448 nha. Rồi ai lấy bình luận giúp em nè. Chị nào chưa có mình lên đơn đi. Shop tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nè. Chỉ sale trên live không áp dụng giá bán này bên ngoài nha. Chiều nào chưa có mẫu này mình để lại thông tin cho em ở bên dưới ha. Mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. À, nhanh tay có đơn chậm tay là hết nha cả nhà. Chỉ sale trên live nha. Em mặc trên người đây là 1448. Em mặc trên người đây là 1448 cái chị yêu nha, size M, size L, XL và 2X, từ 40 cho tới là 65 cân là vừa đẹp giúp em nha. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là được ạ. À, đầm em mặc đây là 1448 nha cả nhà. Đầm em mặc đây là 1448 nha cả nhà, chất mềm, mặc mát và thoải mái nha. Hàng có sẵn đặt em giao liền ạ, ship thành phố là 20 và ship tỉnh sẽ là 30.000 đồng nha cả nhà. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán cho em luôn ha, 40 cho tới là 65 cân vừa. Từ 40 cho tới là 65 cân vừa nha cả nhà ơi, tranh thủ đặt đơn em tư vấn và chừa hàng chừa size cho mình luôn ha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha. Em mặc trên người đây là 1448 nha các chị yêu ơi, 1448. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ha. Đầm sơ mi von tơ hai lớp may kèm túi nè. Dễ thương lắm, đi làm mặc được, đi chơi đi tiệc em thấy mặc đồ ủng hộ. Không có kén da, cũng không có kén tuổi luôn. Đó, tích mặt mà form dài dài là chọn mẫu này cho em. Thật sự là cái chuyến này nó cũng khan hiếm đầm dài. Đợt này em về là đa số lưng lửng không ạ. À, váy dài tại cái chuyến trước á, em đã may rồi. Cái chuyến này em may đầm ngắn hơn chút xíu. Đó, nay sáp được em này form dài nè. Mà cũng tùy chiều cao nha. Nhớ đo cho em ước chừng cho em coi là mình mặc nó dài ngắn như nào. Em mặc là 1448 ha. Form dáng dài thước tha 1m60. Em mang là qua bắp chân luôn. Mã sản phẩm cho em là 1448 ạ. À, chất mềm, mặc mát và thoải mái nha. Lấy mẫu đầm em mang bình luận bên dưới cho em là được nha. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán ạ. À, em mặc trên người đây là 1448 nha cả nhà ơi, hàng giao chuẩn mẫu luôn ha. Rồi lấy mẫu nào bình luận bên dưới cho em nha. Nhanh tay có đơn chậm tay là hết nè. Chỉ sale trên live không áp dụng giá bán này bên ngoài nha cả nhà. Chị nào chưa có mình lên đơn sớm giúp em ha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ạ. À, em mặc trên người là 1448 các chị yêu nha. Size M, size L, XL và 2X ạ. À, bột à, em còn cho các chị là 3 size là size L, XL và 2X nha. 50 cho tới là 65 cân vừa. Chị nào 50 tới 65 cân cho em mình chốt nha. Ai lấy mẫu này cứ lên đơn cho em ha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. 1448 kèm số điện thoại cho em. Sơ mi von tơ đuôi cá nha. Còn 3 size cuối cùng. Mẫu em đầm mới về nha cả nhà ơi, mã sản phẩm là 1535 cho em. Mẫu mới xinh ha, hoa nè. Hoa li ti màu rất là dễ thương cho các chị mình luôn. Rồi đặc biệt trong buổi livestream này của em giá chỉ có là 319k thôi. Em này là đầm von mới của nhà em, chất liệu là von gân nè. Von gân nhà hai lớp, bên trong có kèm lót không lao mỏng nè. Rồi em đang có sẵn hàng đủ size nha. Chị nào dưới 65 cân cho em mình chốt ạ. À, giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán nha các chị yêu ơi. Lấy mẫu em mang cứ chốt ở bên dưới cho em là 1535 nha cả nhà, 1535 kèm số điện thoại. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị luôn ha. Chỉ sale trên live không áp dụng giá bán này bên ngoài nha cả nhà. Chị nào chưa có mẫu này thì bình luận liền tay cho em ở bên dưới nha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ạ. À, 1535 với số điện thoại cho em xinh lắm. Form này là form xòe các chị mà không lo kén dáng luôn, không có túi nha. Đầm trơn cho các chị mình xòe một lớp. À, xè cho các chị là hai lớp nhưng không có túi. Cổ tim tay lỡ nè, thích cái màu này mấy chị, màu rất là dễ thương. Thật sự là mặc lên thấy trẻ trung và trắng da liền luôn á. Đây hoa nè các chị coi, cứ hoa vàng lên là bao trẻ trung cho em. Chị Hương mã sản phẩm em mang hả chị? Dạ 319, giá sale rồi là 319k, không áp dụng cho khách mua tại cửa hàng nha. Đã mua tại cửa hàng em vẫn là hơn 400, tuy nhiên thì bây giờ mình đặt luôn trên line này chỉ có 319 thôi. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng
hàng trước thanh toán. Em mặc trên người đây sẽ là 1535 ạ. À. Dạ ba ba bao nhiêu cái là receipt hả chị? Mình không tính cái nha, em tính theo tổng đơn. Ngày hôm nay tổng đơn cho em 600.000 là các chị được miễn ship. Tổng đơn 600k mình sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà nha. Em mặc đây là 1535 ạ. Em mặc đây là 1535 ạ. Chị nào chưa có mình lên đơn sớm giúp em nha. Đầm von tâm ạ. Von tâm hay gọi là von gân đó các chị. Đó, phong dài cho em là qua gối nè. Cổ tim, tay lỡ, dáng vẫy xòe, khóa sau. Mã này mình mặc đi chơi, cà phê, dạo phố. Nhất là các chị mặc đi du lịch rất là dễ thương luôn. Đó, xếp theo một cái túi nhỏ như này thôi, chị thấy không? Trời ơi, quá sang mấy chị ơi, chốt đơn liền chờ chi nữa. Hàng giao là đeo đến tận nhà luôn, chỉ việc xem like lựa mẫu thôi. Em giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị yêu là xem hàng trước thanh toán luôn nha. Đó, lấy mẫu nào cứ bình luận bên dưới cho em ha. Lấy mẫu nào cứ bình luận bên dưới cho em nha cả nhà. Nhanh tay có đơn chậm tay là hết ạ. À. Em mặc trên người là 1535 cả nhà nha. 1535 với số điện thoại size M, size L, XL và 2X nha. Nhanh tay có đơn chậm tay là hết nha cả nhà. Nhanh tay có đơn chậm tay là hết nha cả nhà ơi. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nè. Đừng quên chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần để được áp dụng giá sale nha. Đầm von em may cho mình là 2 lớp, bên trong có kèm lót không có mỏng nha. Yên tâm cho em là bên trong có lót rồi. Nhận hàng cứ kiểm tra cho em đi. Đó, bây giờ chưa mua nhẹ bao giờ, thử mua một cái, thử mua một cái coi là có đúng như em giới thiệu hay không. Đây, xem like của em là các chị thấy là nhìn rõ nhất luôn rồi. Cứ cắm nghiếc kỹ ở trên like đi, tại vì trên này em mặc sao là em giao vậy ha. 1535 với số điện thoại. Dạ, bên trong có lót chị, đầm đây đâu có mỏng đâu. Nè, bên trong có lót rồi. Đây, lót bên trong cho các chị rồi nè, không có mỏng nha. Chỉ có tay là không lót thôi, chứ còn trong thân đầm là em có lót nha. 1535 kèm số điện thoại cho em ạ. À. Hàng sale chị ơi, hàng sale rồi, chưa sale mẫu này sẽ là 450. Mình mua tại shop em á, tại cửa hàng em vẫn đang bán á, là 450.000. Tuy nhiên thì mình mua trên line này giá sẽ ưu đãi hơn. Chị nào mua trên line giá chỉ có 349.000 cho các chị. À, 319. 319.000 cho khách đặt bây giờ thôi, quá rẻ. Đồng đẹp chị mới nhận, em cáo với chị Cherry rất là nhiều. Mã này thì chị nào mà thích hoa nhí là phải có. Thật sự luôn, bỏ qua rất là tiếc. Hôm nay thấy em sale mà không đặt nha. Vài hôm nữa thấy không có hàng, lúc đó tiếc cũng không có mua được, tại em không có về thêm. Mỗi một mã số hoa văn em chỉ về có một lần thôi. Chuyến này đã có, mẫu em mang là đợt sau không có. Đợt sau em về kiểu khác nha. Rồi 1535 cả nhà ơi, 1535 với số điện thoại cho em là được ạ. À. 1535 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nè. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Nhanh tay có đơn chậm tay là hết ạ. À. Chỉ sale trên like, không áp dụng giao bán này bên ngoài nha cả nhà. Lấy mẫu nào bình luận bên dưới giúp em nha. 1535 kèm số điện thoại cho em là ok nè. Nhanh tay có đơn chậm tay là hết nha. Chất liệu là von. Em này với chất liệu von mềm mát nha, hai lớp cho các chị mình đây, khóa kéo được may sau. Ai chưa có mẫu này bình luận bên dưới giúp em nha. Nhanh tay có đơn chậm tay là hết. 1535 kèm số điện thoại cho em. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha. Chất liệu von mềm mặt mát, em có may kèm lót ở bên trong rồi. Giờ chị Minh Huyền ơi, tổng đơn hôm nay 600k, mình còn được receipt nữa. Ráng gộp đơn cho em nha cả nhà. Tổng 600 sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà nha. Rồi 1535 giúp em ạ. À, nền xanh hoa nhí màu vàng nè. À, anh nền màu xanh xanh nhưng mà nó xám xám nữa nha, chứ phải xanh không. Cái màu nền cũng đẹp, cái hoa cũng đẹp, chất von thì mềm mát khỏi nói luôn. Cổ tim tay lỡ phong đầm dài cho các chị mình đây. Rồi lấy mẫu nào lên đơn giúp xóa bạn. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là được nha. Ai chưa có mẫu này cứ bình luận cho em nè. Phong dài, chị đã thích nhắn mình lên like. Ở đây thì em cao mét 6, em mặc là nó phủ gối. Còn ai không thích mặc dài mình lên like cho em cũng được, không có phong đầm. Còn thích thức tha thì cứ để nguyên độ dài nha. Dạ rồi chị cứ nhận hàng đi, em cho mình kiểm tra. Với lại trước khi mà giao tới nơi á, em còn hỗ trợ tư vấn size nữa. Đó, giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán. Lấy mẫu nào cứ bình luận cho em ha. 1535 kèm số điện thoại nha cả nhà.
Mùa đông 26 là bọn em đầm mới về cái chị nha. Trời ơi, nay về quá trời mẫu đẹp luôn cả nhà ơi. Thích cái nào lên đông cho em cái đó. Nhớ phải nhanh tay tại vì hàng sale là chỉ có vài phút ở trên line thôi. Ưng em nào rồi là phải đặt nhanh tay mới có được nha. Nay về thêm cái sơ mi. Đây, cái chị xem gần cho em họa tiết đẹp không? Quá xuất sắc luôn. Cái màu này dễ mang nè. Em về thêm một cái mẫu xếp ly nữa. Nhưng mà hôm nay về cho cái chị là họa tiết này. Đây, họa tiết hoa gọi là thổ cẩm nha các chị sang. Thật sự luôn, nhìn cái màu xinh chưa, đèn đèn xanh phối hoa hoa li ti các chị coi nè, nó nhỏ nhỏ nè, mặc lên nhìn nó thon gọn và nó trẻ. Ở đây chị nào thích trẻ trung thì chọn cho em mẫu này nha, cổ sơ mi chị tha hồ mặc luôn, đi đâu mà cũng hợp, vừa sang vừa đẹp, lịch sự kín đáo, giá khỏi nói mà nhắm mắt mua cũng được. Đã xem like của em rồi thì không cần lo về giá đâu, em váy này chỉ có bao nhiêu ạ? 349.000. Bình thường bây giờ nha, mua một cái áo sơ mi thôi, thị trường trung niên giá áo sơ mi hoặc một cái trên váy là cũng hết vài trăm ngàn. Còn ở đây em may cho các chị là thành phẩm nguyên một cái đầm dài luôn. Em mình thấy form không? Em cao 1m6, form dài tới bắp chân. Trời ơi, xếp ly nó xòe rộng cực kỳ. May em này không biết tốn bao nhiêu vải luôn. Có 349 rồi các chị coi nè. Đẹp hết hồn chưa? Khóa sau cho em nha. Trên váy xòe cái tùng rất là rộng luôn nha các chị. Tại vì nó xếp ly đều luôn mà. Đều gan từ trước ra sau cho em luôn nè. Bầu bí thoải mái. Bầu bí bao chen thoải mái. Nhớ chọn cái size L cho nó vừa cho em là được rồi. Chị trên phạm đầm này em chỉ có một màu thôi. Hôm nay em về theo một cái ly nữa. Hôm trước đã có xếp ly bi rồi nè, beo luôn rồi đúng không? Đó, hôm nay em về cho các chị một cái xếp ly hoa. Mỗi một đợt các chị thấy đó, họa tiết hoa văn khác nhau. Và chỉ về có một lần duy nhất, mỗi hoa văn về một lần. Hôm nay mình thấy cái thổ cẩm của em mang nè, thích mà không đặt lần em sợ đợt sau nó không có nha. Hôm trước em về bi với beo rồi đúng không? Đợt này đâu có đâu. Đó, mỗi một đợt về hoa văn khác nhau. Giờ chị nào ưng chốt mã cho em liền 1526. Thấy like của em rồi là mình phải chốt đơn nhanh. Mình mua trễ, thứ nhất là nó không có size vừa, thứ hai nữa là nó không có còn giảm giá. Mẫu em mặc đây tại shop giá sẽ là 480.000. Nhưng mà hôm nay ở nhà các chị đặt hàng không cần phải đi đâu, giá rẻ hơn nhiều luôn. Ở nhà em cam kết các chị mua rẻ hơn là rất là nhiều, có 349 thôi. Ưu đãi cho khách đặt trên like có 349 nhưng mình vẫn nhận được cái đầm đẹp nha. Chứ không phải là mua trên like là không đẹp bằng mua tại shop đâu các chị. Chẳng qua là mình đặt đúng cái thời gian em sale thôi. Đó, mua trên like lúc nào cũng phải rẻ hơn ở ngoài cả. Mình đã bỏ thời gian theo dõi like của em rồi, đã bỏ thời gian chia sẻ like của em rồi thì tất nhiên nhận được ưu đãi. Em này đủ size nha, 40-65 cân, form xòe rất là đẹp luôn, nó không có túi thôi. Em này chỉ có một cái là không có túi thôi nha, còn lại là ok hết. Đó, thích có túi thì đi đâu chơi biết theo cái giỏ sách như em vô nè, thấy không, quá đẹp mấy chị ơi. Chốt đơn liền. Mã sản phẩm cho em, còn thích có túi em có kiểu khác. Thích có túi em lại có kiểu khác. Còn cái họa tiết thổ cẩm này, chân váy xếp ly này chỉ có một kiểu em mặc thôi. Giá váy là 349.000 đồng cả nhà. Ôi trời ơi, xe nè. Xoay một cái là mê luôn các cả nhà. Form đẹp lắm, chất mềm chị Dương Nguyễn. Cái vải này của em nó mềm lắm. Hàng này của em là vải cắt thái nha các chị, mềm nhẹ mặc mát cho em luôn ha. Xếp ly toàn bộ trên váy, các chị thấy cái độ rộng của nó chưa? Đây em chưa có kéo hết ra luôn á. Đó, xe rất là rộng cho em, đặc biệt che khuyết điểm. Em này mình không có sợ lộ bụng lộ đây kia đâu, che hết gần như tuyệt đối. Chân không thẳng không thon nó cũng che luôn nè. 1526 chị Lê Yến rồi, đặt mã giúp em, sai lời cho chị Trúc Anh luôn ạ. À, mã hàng kèm số điện thoại nha cả nhà. Một em đầm có thiết kế cổ sơ mi nè, sáng mặc đi làm, tối mặc đi tiệc cũng được luôn, quá đẹp. Khóa ẩn may sau cho em form mình thấy rồi đó. Nhận hàng là các chị sẽ thấy nó giống hệt em đang giới thiệu đây ha. 65 cân quay đầu em có size vừa, đặt theo size chuẩn bình thường giúp em là 40 cho tới 65 kg. Ở đây chị nào dưới 65 kg mà chốt đơn nha, nhớ đo cho em thông tin đầy đủ. Cân nặng rồi đúng không? Chiều cao rồi, đo luôn số đo 3 vòng. Em chọn cái size cho nó vừa đẹp với mình nhất ha. Và nhận hàng kiểm tra chị thoải mái, vô hàng nha mình đâu có phải lo đâu. Được tư vấn size trước nè, nhận hàng còn được kiểm tra nữa và thanh toán tiền ngay tại nhà của mình luôn. Đồng thời nha, mà đơn hàng của mình có vấn đề gì sốc vẫn hỗ trợ đổi size nếu cái chị mặc chật hay rộng. Đó, mình yên tâm chưa? Nếu như là khách mới thì cái chị cứ mua thử một cái đi. Đặt thử một cái nào mình ưng đó mình cứ đặt cho em, hoặc là cái nào sale mình thấy ok mình đặt luôn. Đó, coi chất coi form như nào ha, đảm bảo không là cái gì thất vọng. Nhận hàng được kiểm tra mà có gì phải lo đúng không? Em mặc đây là 1526. Đó, không thì mua thử cái váy này đi, hàng mới về của nhà em. Nhìn ở ngoài là đẹp hơn trên like luôn. Chân váy xếp ly rất là đẹp cho cái chị mình, nó đẹp từ chất tới form. Rồi mã sản phẩm cho em là được nha, 1526 kèm số điện thoại. Sơ mi chất liệu vải cắt thái, một lớp khóa sau lưng cái chị nha, form xẻ rất là rộng. Lấy mẫu em mang cứ chốt nha các chị ơi, nhanh tay có đơn chậm tay.
tay là hết ạ. Em mặc trên người là 1526 nha cả nhà. Rồi nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho cái chị luôn nha. 1507 hôm nay giảm giá luôn cái chị ơi, có 199.000 một em váy bèo như này, xinh không? Nhưng mà hôm nay em còn lẻ size, em còn size M thôi. Rất là tiếc là phải thông báo cái chị mình là ai dưới 50 cân mới vừa nha. Dưới 50 cân hoặc là eo dưới 70 mình chốt cho em nè, 199 chị Phương Dung. Không thể nào tin được luôn, một cái đầm bèo chất liệu xốp Thái, giá bình thường hơn 300 đúng không? Bình thường em bán mẫu này hơn 300, ngày hôm nay em lấy giá 199.000 tương tác cho em mỗi chị 3 lần. Chỉ với điều kiện 3 lần chia sẻ livestream nếu chị không có cần gì khó hết trơn á, 3 lần cho em thôi. Lên trang cá nhân hoặc lên trang các hội nhóm là có cái váy đẹp rồi. Nè, form xòe. Mẫu này form xòe nha, cái form dáng may mặc hàng ngày á, nó không có dài quá. Em cao 1m6 thì mình thấy rồi đó, nó dài là phủ gối của em. Đó, cổ là cổ vuông, tay là tay phồng, xinh ha, màu trắng này không có sợ là dừa tuổi nữa. Đó, da trắng da ngâm gì cái chị mang cũng đẹp cho em luôn. Giá hôm nay là giá đã sale, chị 199 là giá đã sale. Chứ còn mà 199 thì làm sao mà may được cái váy giống như em đây. Bao với chị luôn, bao giá toàn quốc luôn, mình đi chợ mua vải thôi cũng không có thể nào may được cái đầm giống em nữa. 199.000 may thành phẩm luôn. Eo dưới 70 vừa chị còn có mấy cái thôi. Em còn size M nha, còn khoảng vài đơn nữa thôi. Chị nào nhanh tay là có ạ. 1507 cho em nha, bèo xốp Thái nè. Váy này em may cho mình là một lớp nha. Mẫu này em may là một lớp form xòe hai túi, khóa kéo phía sau lưng ha. Size M chị, size M dưới 50 cân á. Dưới 50 cân quay đầu em mặc là vừa nè. Đó, em mặc là size M, để em xíu kéo khóa phía sau mừng coi. Khóa kéo phía sau lưng nha. Đầm em mặc là đầm một lớp chị, nó không có bị mỏng đâu. Mặc ok lắm đây, phía sau lưng nè. Đó, một lớp nhưng không hề mỏng manh xuyên thấu gì hết nha. Rồi ưng thì cứ chốt cho em váy này. Lấy mẫu em mang đặt luôn ở bên dưới cho shop là 1507. 1507 như chị Trúc Quyên ơi, mẫu đang mang có sẵn hàng đặt em giao liền. Ship thành phố 20, ship tỉnh là 30.000 đồng. Ha, tỉnh nào cũng có 30.000 hết trơn á, xa gần cũng vậy. Thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả các quận đồng giá có 20 thôi. Giao hàng đến tận nơi, hỗ trợ xem hàng trước thanh toán. Em mặc trên người là 1507 à. Dạ chất này hả chị, nó xốp xốp mềm mềm chứ không có phải kiểu thô cứng. Vẫn mềm, mặc vẫn mềm vẫn êm ha, vẫn thoải mái lắm. Không có kiểu mà nặng người hay là châm chích khó chịu gì đâu, mặc rất là ok luôn. Nhưng mà nó dày dặn, không có gần lót nha, một lớp cho em thôi. 1507 em còn size M dưới 50 cân, cái đẹp xe nhanh, còn có còn size em xe cho nó hết luôn. 50 cân quay đầu nè, chị nào vừa chốt giúp em, eo dưới 70 nha. Dạ em cao 1m6, chị form dài thì vừa cũng là qua gối của em đó. Độ dài là cũng gọi là vừa chấm gối, cả nhà dễ mang nè. 1507 chỉ còn vài đơn cuối cùng thôi. Ai nhanh là có, ai chậm hết, em không may thêm. Số lượng còn bao nhiêu sale hết em bỏ mẫu chứ không về thêm nữa. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được à. Em mặc trên người là 1507 nha cả nhà. Nhanh tay có đơn, chậm tay là hết nha. Dạ con chị, em còn size nè, chị bao nhiêu cân em tư vấn nè. Em còn size M là khoảng 50 cân, dưới 50 cân hoặc là eo dưới 70 nha. Mình chốt cái mã số cho em trước đi, cái mã với cái số điện thoại trước. Còn về size số bao nhiêu á là có nhân viên tư vấn cho các chị mình ha. Lấy mẫu nào cứ bình luận cho em ở phía dưới là được nha. Em mặc trên người là 1507, chất mềm, mặc mát và thoải mái nha. Hàng còn chị yêu ơi, còn vài đơn cuối cùng nè. Em sale hết em bỏ mẫu, không có về thêm mấy kiểu này nữa. Hết là hết luôn, hết là hết luôn chứ không có về thêm. Nên chị nào ưng thì mình cứ chốt cho em ở bên dưới ạ. 1507 kèm số điện thoại, 50 cân quay đầu eo dưới 70 cho em, một lớp hai túi và có khóa kéo phía sau lưng ha. Dạ đúng rồi chị ơi, em sale trên line. Điều kiện săn sale hôm nay rất là đơn giản luôn, chia sẻ cho em 3 lần. Chỉ với 3 lần chia sẻ livestream thôi là các chị đã có giá sale rồi, cho chị video nha. Eo chị 75 và em không có hàng rồi. Hôm nay rất là tiếc, em chỉ còn trong mẫu này là size M thôi, tức là dưới 50 cân. Đó, hoặc eo dưới 70 thôi chị. Eo 75 chị thích bèo em có kiểu khác được không? Em cũng còn vài cái sản phẩm bèo, em có bèo cổ tròn nuôi cá nè. Rồi be sơ mi đó được không chị, mình lựa kiểu khác nha. Chứ còn em mang màu trắng nè, beo này beo cổ vuông màu trắng thì nó chỉ còn size M thôi. 50 cân đổ lại cho em. Hôm nay chị nào vừa thì em khuyên các chị nên nhanh tay, vì cái đầm rất là đẹp luôn. Khách em nhận hàng ai cũng khen hết trơn á, chị nào cũng khen cái đầm này dễ thương hết, mặc lại trẻ nữa không lo dừa tuổi nha. Nè form nè,
độ dài vừa chấm gối. Giá sale ngày hôm nay chỉ có 199.000 thôi, áp dụng cho khách mua trên line. Điều kiện là chia sẻ cho em 3 lần nha, đặt mã sản phẩm 1507 cho em nha cả nhà. Tay cũng có nhúng phồng ở trên vai nè, cổ vuông nhìn rất là trẻ trung ha. Dạ không có hở quá, chỉ cổ vuông vừa phải, vừa tầm ai cũng mang hợp. Size L em hết ạ, em chỉ còn M thôi. L hết, XL hết và 2X cũng hết luôn. Này mới có cái giá này, chứ còn bình thường lấy hơn 300. Riêng hôm nay chốt đơn 199.000 cho chị nào mua trên like của em nha. Mã sản phẩm 1507 ạ.